đã triển khai từ thời điểm năm 2018 và đến thời điểm này là chúng tôi đã triển khai hơn 4 dự án. Trong đó có dự án đầu tiên, đó là dự án của Rainbow, và một kỷ lục bán hàng là có thể nói từ những chủ đầu tư ở các nước trên thế giới cũng không làm được điều này.